Audio Jungle. Cá da bò chân bún tàu. Cơm chưa? Muốn ăn chưa? Bữa nay mời 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 cả nhà ăn cơm, ăn cá da bò, ăn một món một cá da bò chân bún tàu. Bún tàu nè, cá nè, kim châm nè, cà nè, thịt, nấm cái gì, nấm gơm hả? Cái gì quên này, nấm mèo, nấm mèo chứ không phải nấm ngơm. Thịt viên, thịt là viên, bún tàu, chân tương. Còn cái nước tương nữa, còn thiếu nước tương nữa. Ăn cơm lại cơm rồi. Bye bye. Có cho nước tương này. Đó. Tàu nha. Nước tương. Gặp một miếng cá. Cá da bò. Thịt cá ngọt quá. Thịt cá ngọt á. Ở cá da bò lâu lâu mới có nha. Chứ không phải là ngoài biển này, mình ra biển bữa hộp mua đó, lâu lâu mới có da bò chứ không phải là có thường. Lâu lâu có chuyến tàu nào nó đánh được, nó đánh xa đó, chứ không phải là đánh gần. Đánh gần thì không có cá da bò đâu. Đánh vùng biển nào đó rồi nó đi về Bạc Liêu. Hình như cái vùng biển của mình là cũng đánh cá nhưng cũng không có nhiều cá da bò lắm. Nó không biết nó đánh vùng biển nào nhưng mà nó về ghe, nó về ghe, chủ ghe thì ở Bạc Liêu. Nó về Bạc Liêu có vài con, bữa đó còn có mấy con rồi đó, mình mua hết. Cá da bò. Mình ăn cá, cái da lột dễ không Sim? Dễ. Cái da lột cũng dễ lắm. Nếu mà mấy bạn cá da bò mà nếu mà muốn nướng muối ớt á, thì khỏi cần lột da. Nếu mà mình trưng, mình hấp á, thì mình phải lột da. Mà chân bún tàu ăn. Cá này thì chỉ có hấp với chân bún tàu là ok. Bữa hổm này chiên là thấy cũng không ngon mấy. Chiên là thấy cũng không ok mấy. Chỉ có hấp rồi. Hấp hành là hấp gì đó. Rồi gói rau ăn rồi có sảy. Chỉ có chân bún tàu đồ này kia thì ăn ngon thôi. Chứ kiểu mà mình chiên á, mình chiên thì ăn không ngon mấy.
Rồi mời cả nhà ăn cơm. Ăn chỉ một món thôi. Ớt cho cay. Ớt cay thì cay, ớt siêu cay luôn. Dầm đỏ ớt luôn.